Đây là góc khác của Blue Mountain. Không phải là Three Sisters, thứ ba chị em, nhưng mà cũng rất đẹp. Đó, dãy núi Blue Mountain, chúng ta nhìn từ xa và chúng ta nhìn thấy cáp ở trên. Cáp mà chỉ có một toa, giống như toa tàu từ đỉnh núi nọ kia. Chúng ta nhìn cái trạm cáp đằng kia. Đó, trạm cáp này. Anna đã đi rồi và đã quay video tung lên Face cho mọi người rồi. Đó, chỉ có một toa thôi. Từ đỉnh núi này sang đỉnh núi bên kia. Và có đến tới 3-4 loại cáp. Rất nhiều kiểu khác nhau. Nhưng hiện nay COVID-19 chưa là không hoạt động. Chúng ta đang độ cao là hơn 1.000 mét.